Chào các bạn, chào mừng các bạn đến với Sinh lý học Y khoa. Tôi là bác sĩ Đặng Nguyễn Tường Vân ở Đại học Khoa học Sức khỏe thuộc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Đây là video trong chuỗi các video về sinh lý tế bào. Trong video này, chúng ta sẽ nói về tín hiệu tế bào trong cơ thể người và cách mà các tế bào dẫn truyền thông tin cũng như tiếp nhận thông tin. Phần đầu là các cách thức mà tế bào truyền thông tin đi. Các tế bào có thể truyền thông tin cho nhau ở khoảng cách gần hoặc là khoảng cách xa nhau hơn trong cơ thể. Ngoài ra thì tế bào vẫn cần phải truyền các thông tin quan trọng của chính nó ngay trong chính tế bào đó. Có nhiều phương thức liên lạc trao đổi thông tin giữa các tế bào. Tưởng tượng như các tế bào có thể tiếp xúc gần nhau như một cái bắt tay, hoặc là có thể cần phải gửi thông tin đi xa như là gửi thư hay gửi bưu kiện, hoặc thậm chí là chúng có thể truyền thông tin cho nhau như cách mà chúng ta sử dụng Internet, cùng một lúc có thể liên hệ được nhiều tế bào khác nhau. Vậy thì bằng cách nào mà các tế bào làm được điều đó? Đó là nhờ các phương thức truyền tín hiệu, và chủ yếu sẽ được chia thành hai nhóm. Một nhóm là liên hệ khi mà các tế bào có khoảng cách với nhau, nằm xa nhau hơn, hoặc là liên hệ khi các tế bào tiếp xúc trực tiếp với nhau. Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu chi tiết từng cái phương thức liên hệ này. Đầu tiên thì là phương thức liên lạc nội tiết. Phân tử truyền tín hiệu được gọi là hormone. Và cái hormone này sau khi nó được tiết ra thì nó sẽ theo dòng máu đi khắp nơi trong cơ thể. Nó sẽ được đưa đến các tế bào đích của nó, là các tế bào có thụ thể. Và chỉ những cái tế bào nào có thụ thể phù hợp với hormone thì nó mới nhận được tín hiệu thôi. Còn những tế bào nào không có thụ thể thì sẽ không nhận được tín hiệu gì hết. Phương thức thứ hai là phương thức liên hệ theo kiểu tín hiệu thần kinh. Đây là một cái tế bào thần kinh hay còn gọi là neuron. Nó sẽ vươn cái sợi trục dài ra, và ở đầu tận cùng của sợi trục nó có thể phóng thích cái chất truyền thông tin, người ta gọi là chất dẫn truyền thần kinh, neurotransmitter. Cái chất dẫn truyền thần kinh này sau đó nó sẽ đến gắn kết trực tiếp với một hoặc là nhiều tế bào ở cái bước kế tiếp, chứ nó sẽ không đi khắp nơi trong cơ thể theo dòng máu giống như là hormone. Do đó cái phương thức liên lạc thần kinh thì nó có cái tính chất là nhắm trúng đích hơn so với phương thức liên hệ nội tiết. Đối với việc truyền thông tin giữa các tế bào nằm gần nhau hơn một tí, hoặc là một nhóm những cái tế bào ở xung quanh nhau, thì cơ thể sẽ có cái kiểu liên hệ đầu tiên là cận tiết. Trong cái phương thức này thì cái phân tử truyền tín hiệu nó sẽ được tiết ra từ cái tế bào gửi tín hiệu đi, và sau đó thì cái phân tử truyền tín hiệu này nó sẽ được khuếch tán thụ động dần dần ở một cái khoảng cách tương đối là gần hơn so với thần kinh và nội tiết. Nó sẽ khuếch tán ra xung quanh những cái tế bào nằm gần đó. Thì các tế bào ở xung quanh này nó có nhận được tín hiệu hay không thì cũng tùy thuộc vào nó có thụ thể để tiếp nhận hay không. Và những tế bào nào có thụ thể thì người ta cũng gọi đó là tế bào đích. Trong một số trường hợp thì cái tế bào mà tiết ra cái chất truyền thông tin đó, nó cần phải kiểm soát là nó đã tiết ra hay chưa, tiết ra lượng bao nhiêu, thì khi đó chính bản thân nó cũng sẽ có thụ thể với cái chất truyền tín hiệu này để nó có thể cảm nhận. Quá trình này sẽ gọi là tự tiết. Cái nhóm thứ hai trong kiểu truyền thông tin đó là cách tiếp xúc trực tiếp giữa tế bào với tế bào. Trong đó chúng ta sẽ có kiểu đầu tiên đó là gap junction hay còn gọi là liên kết khe. Thì gap junction nó là những cái ống nối đặc biệt cho phép thông tin truyền qua hai cái tế bào nằm kế nhau,
mà thậm chí là cái thông tin từ cái tế bào tiết ra đó nó còn chưa rời khỏi tế bào thì nó đã có thể đi qua cái ống nối này để mà nó chui qua cái tế bào nằm kế bên rồi. Thì cái ống nối này nó có thể cho thông tin tín hiệu truyền qua là tín hiệu về điện hoặc là cái dòng ion, và sau đó kéo theo đó sẽ là cái đáp ứng của cái tế bào mà được truyền thông tin tới. Một số tín hiệu có thể truyền trực tiếp thông qua cái cơ chế được gọi là cận tiết. Trong trường hợp này thì sẽ có một cái tế bào nó có thể di chuyển được xung quanh và nó có khả năng nhận diện được cái tế bào khác. Ví dụ điển hình đó là trong hệ miễn dịch của người sẽ có những cái tế bào miễn dịch nó có thể di chuyển được và nó nhận diện các tế bào miễn dịch khác dựa trên những cái protein nhô ra khỏi màng tế bào của nó cũng như là cái tế bào được nhận diện kia. Trường hợp này thì chúng ta có thể tưởng tượng đó là cái kiểu bắt tay giữa hai người với nhau. Thì khi mà cái tế bào truyền tín hiệu này nó tiến đến gần và nó nhận ra cái tế bào khác dựa trên cái chỗ nhô này thì nó sẽ bắt đầu gắn kết và nó sẽ gửi cái tín hiệu cho cái tế bào kia. Quá trình truyền tín hiệu giữa tế bào với tế bào thì nó sẽ không thể hoạt động được nếu như chỉ có cái tế bào gửi tín hiệu đi mà không có tế bào để mà nhận tín hiệu đó. Do đó ngoài cái chuyện cơ chế truyền tín hiệu thì cơ thể mình còn phải có cái cơ chế để nhận tín hiệu cho phù hợp. Và cái cơ chế nhận tín hiệu nó sẽ phải đặc hiệu và không phụ thuộc vào cái tín hiệu được gửi đến là kiểu nội tiết hay là kiểu thần kinh hay là cận tiết hay là tự tiết, nó vẫn có thể nhận diện được tín hiệu hết luôn. Và tín hiệu trong cơ thể người thì một là chúng ta cần phải cảm nhận từ bên ngoài, ví dụ như cảm nhận sóng ánh sáng, sóng âm hoặc là mùi vị nào đó, hoặc là ngay bên trong cơ thể mình thì tín hiệu vẫn cần phải được truyền từ chỗ này đến chỗ khác của cơ thể. Vậy thì làm sao cơ thể có thể cảm nhận được điều đó? Mình sẽ tìm hiểu về các cách thức nhận tín hiệu. Thì đối với hệ thần kinh, khi mà học thì chúng ta sẽ thấy là nó có những cái thụ thể để cảm nhận ánh sáng ở mắt chẳng hạn, nó cảm nhận được sáng tối, hoặc là các tế bào lông chuyển ở tiền đình ốc tai để cảm nhận được sóng âm thanh và cảm nhận sự rung động, hoặc là cái thụ thể ở ở mũi, ở lưỡi để cảm nhận được mùi và vị của thức ăn. Thì tất cả những cái loại thụ thể này nó sẽ nhận tín hiệu cảm giác ở môi trường bên ngoài cơ thể. Còn ở bên trong cơ thể thì các tế bào nó thường là sẽ thu nhận một cái chất gọi là ligand hay còn gọi là chất gắn. Thì ligand hiểu đơn giản đó chính là một phân tử nó mang cái thông tin tín hiệu và nó chỉ có thể gắn kết với một số hoặc là một loại thụ thể nhất định thôi. Một ligand nó có thể bản chất của nó là một ion hoặc là một chất dẫn truyền thần kinh hoặc là một hormone, và đôi khi cần nhiều hơn một ligand để có thể gắn vào thụ thể. Ví dụ như trong trường hợp này thì khi mà ligand gắn vào nó sẽ làm cho hai cái thụ thể kết nối với nhau thành một cái dạng người ta gọi là thành từng cặp, gọi là dimer. Hoặc là đôi khi cái ligand này nó chỉ cần gắn vào một mảnh nhỏ trên cấu trúc của cái thụ thể mà thôi. Ở slide này người ta liệt kê các loại thụ thể có thể có trong cơ thể người. Nó sẽ chia thành hai nhóm lớn, đó là cái thụ thể ligand và thụ thể điện thế. Mình sẽ tìm hiểu chi tiết, ví dụ chi tiết từng loại trong hai cái nhóm thụ thể này. Thì loại đầu tiên đó chính là thụ thể catalytic. Đặc điểm của cái loại này là khi mà ligand gắn vào thì một cái phản ứng men
nó sẽ diễn ra và sau đó có thể là phản ứng phosphorin hóa hoặc là các phản ứng hóa học khác ở trong tế bào sẽ tiếp tiếp tục diễn ra. Ví dụ đối với cái loại thụ thể này, đó chính là cái hoạt động của cái NAP hay còn gọi là peptide lợi lợi tiểu natri tiết ra từ tâm nhĩ, hoặc là cái trường hợp của hormone tăng trưởng. Thì ở đây hai cái chất này nó sẽ đóng vai trò là ligand, khi mà nó gắn vào thụ thể của nó ở trên cái màng tế bào đít thì sẽ có nhiều cái phản ứng men diễn ra tiếp theo ở trong tế bào đít. Loại thứ hai là thụ thể kết nối với protein G, và khi mà cái ligand nó gắn vào cái thụ thể kết nối với protein G thì nó sẽ diễn ra các phản ứng men tiếp theo ở bên trong cái tế bào này, và có thể một chuỗi những cái phản ứng ở bên trong, người ta gọi đó là cái cơ chế truyền tin thứ hai ở bên trong tế bào đít. Đối với cái nhóm mà gắn thụ thể gắn với protein G này thì ngoài cái việc là ligand có gắn vào thụ thể hay không, thì cái việc mà cái thụ thể nó kết nối với cái loại protein G nào nó cũng sẽ quyết định đến việc xảy ra các bước gì tiếp theo, các men gì khác nhau ở trong tế bào đít. Bởi vì mình sẽ có nhiều loại protein G khác nhau. Ví dụ như ở trong hình này, người ta có mô tả ba cái loại protein G gắn xung quanh cái thụ thể màu đỏ này. Mình sẽ có alpha, beta và gamma. Thì trong trường hợp này, khi mà ligand nó gắn vào thì cái cấu phần alpha nó sẽ tách ra và nó di chuyển và nó gắn vào cái men này. Thì khi mà cái men này nó được gắn với cái cấu phần alpha thì nó sẽ bắt đầu hoạt hóa và nó giúp chuyển ATP thành AMP vòng. Rồi sau đó cái AMP vòng này nó lại tiếp tục một chuỗi những cái phản ứng khác ở trong cái tế bào đít. Hình này là một ví dụ khác về thụ thể gắn với protein G. Khi mà ligand gắn vào thụ thể thì nó sẽ kích hoạt cái protein G, trong trường hợp này là G alpha Q. Cái phần tử alpha Q này sau đó sẽ di chuyển và tách ra và nó hoạt hóa phospholipase C. Phospholipase C sau khi được hoạt hóa thì sẽ chuyển cái phân tử P P2 này thành hai cái phần nhỏ gọi là DAG và IB3. Hai cái phần nhỏ này sẽ tiếp tục di chuyển khắp tế bào và nó gắn với thụ thể của nó. Ví dụ như IB3 nó sẽ gắn vào thụ thể, mà cái thụ thể này nó nằm ở trên màng của lưới nội bào. Thì khi mà nó gắn như vậy, nó sẽ tạo thành một cái đường dẫn phóng thích các chất từ trong lưới nội bào này ra. Rồi thành phần DAG nó cũng có thể hoạt hóa các protein khác ở trong tế bào. Loại thụ thể tiếp theo khi mà ligand gắn vào thì nó sẽ cho phép ion đi qua cái lỗ ở trên màng tế bào đít. Trường hợp này người ta gọi là thụ thể liên kết với một cái kênh ion. Bình thường thì cái kênh này nó sẽ đóng khi mà có cái ligand gắn vô thì nó sẽ mở ra tạo thành một cái đường dẫn và ion có thể di chuyển qua cái kênh này. Ví dụ về ligand gắn với thụ thể là một kênh ion thì có khi sẽ cần hơn một phân tử ligand cùng lúc gắn vào thụ thể để có thể mở cái kênh ra được. Trong trường hợp này, ví dụ đó chính là cái thụ thể nicotinic của acetylcholine. Thì acetylcholine lúc này cần tới hai phân tử acetylcholine gắn cùng lúc thì cái kênh này nó mới mở ra được và nó để cho ion natri đi vào bên trong tế bào đít.
Điều lưu ý là không phải tất cả các thụ thể đều phải gắn trên bề mặt ngoài của tế bào đít. Nếu như cái phân tử truyền tín hiệu nó có cấu trúc steroid hay là tính tan trong dầu tốt á, thì phân tử tín hiệu này có thể đi qua màng tế bào đít vào bên trong tế bào chất. Sau đó nó mới gắn với thụ thể của nó ở trong tế bào chất. Hoặc thậm chí là cái phân tử tín hiệu này nó có thể đi tiếp một bước nữa là nó vào trong nhân rồi nó mới gắn với thụ thể nằm trong nhân. Thì khi một trong hai trường hợp này xảy ra thì mình sẽ thấy là nó liên quan đến cái phân tử truyền tín hiệu là một hormone tan trong dầu. Thì sau đó toàn bộ cái phức hợp mà hormone gắn với thụ thể nó mới đến và nó tiếp xúc với một cái vị trí đặc biệt ở trên phân tử DNA, người ta gọi là yếu tố đáp ứng. Thì sau khi mà nó gắn vào cái yếu tố đáp ứng đó xong, nó mới tiếp tục kích hoạt các quá trình sản xuất protein ở tế bào đít. Khi người ta nghiên cứu về tác dụng theo thời gian của các loại thụ thể mà nằm trong tế bào chất hoặc là thụ thể nằm trong nhân, thì người ta thấy rằng nó luôn luôn sẽ có một cái gọi là đáp ứng nguyên phát, hay là thứ nhất á, là những cái đáp ứng nhanh, sau đó nó sẽ có đáp ứng tiếp theo gọi là đáp ứng thứ phát, hay là các đáp ứng chậm hơn về lâu dài hơn, tại vì những cái đáp ứng này nó mới liên quan đến quá trình tổng hợp protein ở tế bào đít, mà quá trình tổng hợp protein thì sẽ cần thời gian lâu hơn. Loại thụ thể cuối cùng thì sẽ thuộc vào cái nhóm thứ hai, đó là thụ thể không liên quan gì đến ligand hết mà nó liên quan đến điện thế. Đó chính là cái sự tiếp xúc trực tiếp giữa hai tế bào. Chúng sẽ chia sẻ với nhau về điện thế và việc chia sẻ điện thế này sẽ giúp những cái tế bào hoạt động đồng thời cùng lúc với nhau. Thì ví dụ điển hình đó chính là cái tế bào cơ trơn tử cung khi mà cần co bóp cùng nhau trong quá trình chuyển dạ sinh con.